Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung Thái Phương, con gái thứ hai nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền. Con gái thứ hai đã tiết lộ Thanh Thanh Hiền ở nhà rất nghiêm khắc, không hay quát nạt, nhưng chỉ cần nói nhỏ là các con đã thấy sợ. Con gái thứ hai của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền hay được mẹ gọi bằng biệt danh tấm có tên đầy đủ Hoàng Thái Phương. Cô là kết quả từ cuộc hôn nhân của Thanh Thanh Hiền và người chồng đầu nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú. Năm nay gần 20 tuổi, cô đồng hành và chịu ảnh hưởng từ mẹ khi hoạt động nghệ thuật. Mỗi lần nhắc đến mẹ, Hoàng Thái Phương đều dùng biệt danh cô Hiền nhà em. Trong mắt con gái thứ hai, Thanh Thanh Hiền là một nghệ sĩ sống thiên về cảm xúc nhưng lại là một người mẹ nghiêm khắc. Có hai người con gái, nghệ sĩ để chúng tự do lựa chọn nghề nghiệp theo ý muốn của bản thân, nhưng với cuộc sống hàng ngày thì luôn có những nguyên tắc nhất định, nhất là đối với việc đối nhân xử thế. Hoàng Thái Phương cho biết, mẹ để chị em cô tự do trong khuôn khổ, không dạy dỗ bằng đòn roi hay những tiếng quát tháo. Thế nhưng mẹ chỉ cần khẽ giọng nhắc nhở là cả hai đã thấy sợ rồi. Để các con nhận ra và ghi nhớ khi làm sai, nghệ sĩ sẽ nói chuyện đến khi nào hai chị em tâm phục khẩu phục, tự nhận lỗi. Nhìn mẹ đau khổ vì trải qua đổ vỡ hôn nhân, Hoàng Thái Phương và chị gái Thái Phương rất thương xót. Cả hai đều hiểu mẹ là người sống tình cảm, cần có người ở bên chia sẻ, nên rất mong một ngày nào đó nghệ sĩ sẽ tìm được bến đỗ mới. Theo đuổi con đường nghệ thuật, Hoàng Thái Phương không chạnh lòng khi được coi là cái bóng của mẹ. Khi em hát thì mọi người đều thấy cách hát của em giống mẹ vì em ngấm dòng nhạc và phong cách đó từ trong máu. Em chẳng những buồn mà còn vui bởi những nhận xét đó. Cô Hiền nhà em hay một cách độc đáo, nên nếu em giống được phần nào thì tốt phần đó thôi. Tất nhiên em sẽ khác mẹ vài chỗ nên không bị áp lực nhiều lắm, cô chia sẻ. Hoàng Thái Phương hiện cùng với một người bạn thành lập ban nhạc Tram Ban, nhóm sẽ kết hợp với các chất liệu âm nhạc dân tộc hiện đại làm mới những tác phẩm nổi tiếng. Ngoài ra cô cũng kết hợp với một người bạn của mẹ, ca sĩ Ninh Hải Bolero. Trong số một số sản phẩm, cô đã bỏ ngỏ khả năng tham gia một số cuộc thi hát và muốn chờ đến khi nào có đầy đủ sự am hiểu, cảm nhận sâu sắc về dòng nhạc mà mình định gắn bó. Hiện tại, cô muốn tập trung vào việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Con gái thứ hai của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền được học ca trù từ năm 6 tuổi và từng giành giải nhất Liên hoan ca trù Hà Nội năm 2016. Ngoài ca trù, cô còn có khả năng hát sẩm, cải lương, nhạc dân gian và chơi được đàn bầu. Biết con có năng khiếu nghệ sĩ và chồng cũ vẫn muốn Thái Phương tập trung học văn hóa thay vì đi hát từ nhỏ. Khi thấy con có thành tích học tập tốt và nền tảng kiến thức vững chắc, cô mới để cho con hoạt động nghệ thuật. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.